Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với chuỗi video nâng cao hiệu quả sử dụng Bay. Mình là My, chuyên viên triển khai và đào tạo từ Bay.vn. Mục tiêu của video này hy vọng giúp anh chị CNB có thể chủ động viết công thức trên ứng dụng Bay Timesheet. Nội dung chính của video bao gồm 4 phần. Thứ nhất, tổng quan về ứng dụng Bay Timesheet. Thứ hai, lựa chọn chính sách tại website gợi ý. Thứ ba, hướng dẫn thiết lập công thức. Và cuối cùng thứ tư, hướng dẫn chạy công. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất tổng quan về Bay Timesheet. Bay Timesheet là ứng dụng hỗ trợ CNB thiết lập công thức tính công theo quy định, tự động cập nhật dữ liệu chấm công, nghỉ phép và tính công tự động theo công thức đã cài đặt. Cuối cùng, Bay Timesheet giúp CNB dễ dàng theo dõi và giảm thiểu sai sót trong việc tính công. Tiếp theo, chúng ta sẽ qua phần 2, tổng quan về chính sách. Một câu hỏi đặt ra, doanh nghiệp sẽ cần phải thiết lập công thức tính công trên Bay Timesheet như thế nào? Trước khi bắt tay vào việc viết công thức tính công, doanh nghiệp cần phải xác định được chính sách của công ty và để phục vụ cho những doanh nghiệp có chính sách chưa cụ thể hoặc muốn tham khảo thêm các chính sách mẫu, Team Bay đã ra mắt website gợi ý công thức tính công, bao gồm các chính sách mẫu phổ biến. Link truy cập anh chị có thể tham khảo phía dưới video. Khi đã truy cập vào website, anh chị cần lựa chọn các chính sách mà mình đang quan tâm để hệ thống hiển thị công thức gợi ý. Cụ thể ở đây em sẽ chọn loại nghỉ phép là nghỉ theo ca và theo giờ. Chính sách tính công cho phép đi trễ về sớm ít phút, sau ít phút sẽ tính công theo số giờ đi làm thực tế theo lịch làm việc. Lúc này, màn hình gợi ý chi tiết về chính sách sẽ xuất hiện ở khung giấy nốt bên phải. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có quan tâm đến số lần và số phút đi trễ về sớm hoặc tính phụ cấp thì anh chị có thể bấm chọn vào các ô này. Sau khi anh chị đã chọn các chính sách mà doanh nghiệp quan tâm thì các công thức mẫu sẽ hiển thị ở mục định nghĩa công thức Excel và anh chị có thể copy sử dụng ngay hoặc chỉnh sửa lại nếu cần. Sau khi anh chị lựa chọn được chính sách cho doanh nghiệp mình thì phần thứ ba là phần thiết lập công thức tại Bay Timesheet. Tại giao diện tổng quan của Bay Timesheet, cột bên trái là thanh menu chức năng gồm mục tổng quan là nơi hiển thị các log chấm công, bảng công theo ngày của toàn bộ nhân sự và thống kê danh sách vắng mặt mỗi ngày. Thứ hai, mục bảng công là nơi hiển thị bảng công của cá nhân mình. Thứ ba, mục chu kỳ tính công là nơi các anh chị CNB sẽ truy cập để khởi tạo chu kỳ chốt công hàng tháng. Mục thứ tư, báo cáo là nơi xem báo cáo bảng công của toàn bộ nhân sự theo từng chu kỳ. Mục thứ năm, hoạt động là nơi ghi nhận tất cả hoạt động của anh chị trên Bay Timesheet, ví dụ như tạo, sửa, xóa dữ liệu chấm công, sửa công, cập nhật công thức, vân vân. Mục thứ sáu, tùy chỉnh là nơi các anh chị CNB cài đặt các tùy chỉnh chung. Cụ thể, mục con ngày làm việc là nơi để các anh chị có thể tải lại lịch làm việc đồng bộ ngày lễ từ HRM hoặc tùy chỉnh công thức tính công cho từng lịch làm việc ở đây. Mục con cấu hình chung là nơi cấu hình thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của chu kỳ tính công. Mục lịch làm việc là nơi cấu hình người quản lý và mẫu email gửi bản công cho từng lịch làm việc. Và cuối cùng, mục thông báo là nơi hiển thị toàn bộ thông báo của phần mềm. Như vậy, vừa rồi chúng ta đã đi qua giao diện tổng quan của Bay Timesheet. Tiếp theo là phần quan trọng nhất, hướng dẫn viết công thức. Tại giao diện tổng quan, anh chị bấm vào mục tùy chỉnh, ngày làm việc bấm vào nút tùy chỉnh công thức. Giao diện viết công thức chia làm 3 phần. Bên trái là danh sách các biến mặc định của hệ thống, bao gồm Shift Point là nơi định nghĩa công thức tính công của một ca, Day Point là nơi định nghĩa công thức tính công của một ngày, Islay biến tính số lần đi trễ, Minlay biến tính số phút đi trễ, IsEarly biến tính số lần về sớm và MinEarly biến tính số phút về sớm. Ngoài ra, nếu cần thêm nhiều công thức khác để phục vụ nhu cầu cho doanh nghiệp thì anh chị có thể chủ động thêm công thức bằng cách bấm vào mục cộng thêm để bổ sung biến và định nghĩa công thức Excel. Phần ở giữa là nơi để các anh chị viết công thức và phần bên phải là các biến định nghĩa sẵn của hệ thống. Trong đó, anh chị cần quan tâm các biến thường sử dụng như Computed Check-in, giá trị nhỏ nhất giữa thời gian vào ca và thời gian bắt đầu của khoảng nghỉ phép đầu tiên tính bằng giây. Ví dụ, lịch làm việc của anh chị là từ 8 giờ tới 12 giờ và anh chị xin nghỉ từ 8 giờ tới 9 giờ và đến văn phòng chấm công vào lúc 9 giờ thì khi đó hệ thống sẽ so sánh giữa thời gian chấm công thực tế của anh chị là 9 giờ với thời gian bắt đầu của khoảng xin nghỉ phép là 8 giờ. Như vậy, Computed Check-in sẽ là giá trị nhỏ nhất là 8 giờ. Tương tự, Computed Check-out sẽ là giá trị lớn nhất giữa thời gian ra ca và thời gian kết thúc của khoảng nghỉ phép cuối cùng tính bằng giây. Ví dụ, lịch làm việc của anh chị ca chiều là từ 13 tới 17 giờ. Anh chị xin nghỉ từ 16 tới 17 giờ và anh chị chấm công ra vào lúc 16 giờ. Thì khi đó, hệ thống sẽ so sánh thời gian ra ca
tức là chấm công thực tế của anh chị là lúc 16 giờ với thời gian kết thúc của khoảng nghỉ phép là 17 giờ. Như vậy, giá trị lớn nhất là computed check out nghĩa là 17 giờ. Shift total UTO, tổng thời gian nghỉ phép không lương của một ca tính bằng giây. Ví dụ, lịch ca chiều là từ 13 tới 17 giờ, anh chị xin nghỉ từ 16 tới 17 giờ thì khi đó hệ thống sẽ tính shift total UTO là 1 giờ, tức là 3600 giây. Biến standard shift point là công chuẩn của một ca được cấu hình ở BHRM. Shift form, thời gian bắt đầu ca tính bằng giây, và shift to, thời gian kết thúc ca tính bằng giây. Ví dụ, lịch làm việc ca sáng của anh chị là từ 8 giờ tới 12 giờ, khi đó 8 giờ sẽ là shift form và 12 giờ sẽ là shift to. Tương tự với ca chiều 13 tới 17 giờ thì shift form sẽ là 13 giờ và shift to sẽ là 17 giờ. Ngoài ra, một số biến khác trong quá trình sử dụng anh chị có thể sử dụng như is time off, đếm số ca tạo phiếu nghỉ phép, is holiday, đếm số ngày nghỉ lễ. Quay trở lại website gợi ý công thức, ban đầu chúng ta đã lựa chọn chính sách nghỉ theo ca và theo giờ. Chính sách tính công là cho phép đi trễ về sớm ít phút, sau ít phút sẽ tính công theo số giờ đi làm thực tế theo lịch làm việc. Khi đó, hệ thống sẽ trả ra công thức tính công tại mục công thức cuối cùng ship point. Anh chị cần copy công thức này, quay trở lại giao diện Pay Time Sheet và dán vào mục ship point nơi cấu hình công thức tính công của một ca. Biến ship point sẽ chạy công thức theo từng ca. Nếu lịch làm việc của anh chị có 2 ca trong ngày thì hệ thống sẽ tính công cho lần lượt từng ca. Cụ thể, vế đầu tiên dùng cho trường hợp cho phép đi trễ về sớm ít phút vẫn nhận đủ công. If là nếu, and là các điều kiện trong dấu and này đều phải xảy ra. Computed check-in là bạn nhân viên có chấm công vào, và computed check-in phải bé hơn hoặc bằng shift form cộng x nhân 60, nghĩa là chấm công vào của bạn này phải nhỏ hơn thời gian bắt đầu của ca cộng với x phút. Lưu ý, các biến đang tính theo đơn vị giây nên ta cần quy đổi x phút qua đơn vị giây. Và computed check-out lớn hơn hoặc bằng shift to trừ x nhân 60, nghĩa là chấm công ra phải lớn hơn hoặc bằng thời gian kết thúc của ca trừ đi x phút. Lấy ví dụ cụ thể, công ty cho phép đi trễ về sớm 5 phút thì anh chị thay thế x bằng 5. Nếu các điều kiện này đều xảy ra thì hệ thống sẽ tính bằng standard shift point trừ đi shift total UTO chia cho shift to trừ shift form nhân cho standard shift point, tức là bằng 0.5 công cho một ca trừ đi số công nghỉ không lương trong ca đó nếu có. Vế thứ hai dùng cho trường hợp đi trễ hoặc về sớm lớn hơn x phút. O là hoặc một trong hai trường hợp này xảy ra. Trường hợp 1, computed check-in lớn hơn shift form cộng x nhân 60, computed check-in bé hơn shift 2, có nghĩa là chấm công vào cần phải trễ hơn thời gian bắt đầu của ca cộng với x phút, và chấm công vào cần phải nhỏ hơn thời gian kết thúc của ca. Và computed check out lớn hơn shift form, tức là chấm công ra cần phải lớn hơn thời gian bắt đầu của ca. Trường hợp 2, computed check-in bé hơn shift 2, tức là có chấm công vào và chấm công vào cần phải nhỏ hơn thời gian kết thúc của ca. Computed check out lớn hơn shift form, computed check out bé hơn shift 2 trừ x nhân 60, tức là chấm công ra lớn hơn thời gian bắt đầu ca và nhỏ hơn thời gian kết thúc ca trừ x phút. Nếu một trong hai trường hợp này xảy ra thì hệ thống sẽ tính công theo thời gian chấm công thực tế. Hệ thống sẽ so sánh và lấy giá trị nhỏ nhất của thời gian kết thúc so với thời gian chấm công ra thực tế để trừ đi giá trị lớn nhất của thời gian bắt đầu ca so với thời gian chấm công vào thực tế. Sau đó, hệ thống sẽ trừ đi thời gian nghỉ không lương mà bạn đề xuất nếu có, chia cho tổng thời gian của ca bằng cách lấy thời gian kết thúc của ca trừ thời gian bắt đầu của ca và nhân với số công chuẩn của một ca, đó là standard shift point, để ra số công cho nhân viên. Còn các trường hợp còn lại, ví dụ như quên chấm công, thì hệ thống sẽ trả về giá trị bằng 0. Sau đó, anh chị nhớ bấm nút lưu lại để hoàn thành việc viết công thức tính công cho một ca. Với biến day point, số công của một ngày, nếu anh chị để trống, hệ thống sẽ tự tính tổng số công của mỗi ca shift point để thành công của một ngày. Như vậy, mình đã hoàn thiện công thức tính công. Nếu doanh nghiệp cần tính số lần, số phút đi trễ về sớm của nhân viên thì anh chị có thể quay trở lại website gợi ý công thức và bấm chọn vào mục đi trễ về sớm. Ví dụ, công ty cần tính được số lần đi trễ và về sớm của nhân viên để cuối tháng xem xét hưởng chuyên cần thì anh chị bấm chọn vào ô tính số lần, số phút đi trễ sau ít phút, tính số lần, số phút về sớm sau ít phút. Lúc này, công thức tính số lần đi trễ sẽ hiển thị ở mục số 2 Islay, và anh chị sẽ copy công thức này, quay trở lại giao diện Pay Time Sheet và dán vào mục Islay. Nếu
Computed Check-in lớn hơn hoặc bằng Shift Form cộng X nhân 60. Computed Check-in bé hơn Shift To, có nghĩa là chấm công vào phải lớn hơn thời gian bắt đầu của ca cộng với X phút. Ví dụ X bằng 5 phút và chấm công vào phải đảm bảo nhỏ hơn thời gian kết thúc của một ca. Computed Checkout lớn hơn Shift Form, có nghĩa là chấm công ra cần phải lớn hơn thời gian bắt đầu của một ca. Is Time Up bằng 0, có nghĩa là ca đó bạn không xin nghỉ phép. Nếu cả ba yếu tố này cùng xảy ra thì sẽ trả ra là một lần đi trễ, ngược lại thì sẽ là 0. Tương tự với trường hợp về sớm Is Early, anh chị copy công thức tại website gợi ý và dán vào mục Is Early. Nếu Computed Check-in bé hơn Shift To, có nghĩa là chấm công vào cần phải nhỏ hơn thời gian kết thúc của ca. Và Computed Check-out lớn hơn Shift Form, Computed Check-out bé hơn hoặc bằng Shift To trừ X nhân 60, có nghĩa là chấm công ra cần phải lớn hơn thời gian bắt đầu ca và chấm công ra cần phải nhỏ hơn thời gian kết thúc ca trừ X phút. Ví dụ X bằng 5 phút. Is Time Off bằng 0, có nghĩa là ca đó bạn không xin nghỉ phép. Như vậy hệ thống sẽ trả ra là một lần về sớm. Cộng hai trường hợp trên, hệ thống sẽ cho ra tổng số lần đi trễ và về sớm. Tương tự với min late và min early, anh chị copy công thức tại website gợi ý và quay trở lại giao diện bay time sheet để dán vào mục min late và min early. Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp cần dựa vào ngày đi làm thực tế để tính toán phụ cấp thì mình quay lại website gợi ý công thức và bấm lựa chọn chính sách phụ cấp của công ty. Ví dụ, anh chị cần tính phụ cấp cơm và nếu làm việc từ 6 tiếng trở lên sẽ được hưởng một ngày cơm. Đầu tiên, anh chị sẽ copy công thức phụ cấp cơm. Lưu ý, với công thức tính phụ cấp cơm này thì mình cần viết công thức theo ngày. Sau đó, anh chị quay lại giao diện của Pay Time Sheet, bấm vào mục cộng thêm, đặt tên của mã là BC gạch cơm, chọn công thức theo ngày, bấm lưu lại. Tiếp tục, anh chị bấm vào mục tùy chỉnh công thức, chọn lại biến phụ cấp cơm để dán công thức đã copy từ website vào mục này. Ý nghĩa của công thức là nếu có chấm công vào, có chấm công ra và khoảng thời gian làm việc lớn hơn x tiếng. Ví dụ x bằng 6, khoảng thời gian làm việc ở đây đang được tính bằng cách lấy giá trị nhỏ nhất của chấm công ra thực tế so với shift day 2 là thời gian kết thúc của ca cuối cùng, trừ đi giá trị lớn nhất của chấm công vào thực tế so với shift day 4 là thời gian bắt đầu của ca đầu tiên. Sau đó chia cho 3.600 để ra số giờ làm việc thực tế. Nếu các điều kiện trên xảy ra thì sẽ trả ra là một ngày cơm cho nhân viên. Sau đó bấm lưu lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra kết quả của công thức bằng cách truy cập vào mục chu kỳ tính công. Đầu tiên, anh chị cần tạo chu kỳ tính công và thêm lịch làm việc cần tính vào. Sau đó, anh chị bấm vào tên lịch làm việc. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện tất cả các lốc chấm công của nhân viên. Tiếp theo, bấm vào hình tròn số 2, chỉnh sửa lịch làm việc hoặc đồng bộ ngày lễ nếu cần. Tiếp tục, bấm vào hình tròn số 3 để áp dụng công thức tính công cho nhân viên. Sau đó, anh chị bấm lưu lại. Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị số công thực tế mà nhân viên nhận được. Cụ thể, ngày 1 tháng 7, bạn My chấm công đúng giờ nên bạn sẽ được hưởng 0.5 công cho ca sáng và 0.5 công cho ca chiều. Ngày 3 tháng 7, bạn chỉ có 1 chấm công vào lúc 14:05. Như vậy, bạn quên chấm công vào và quên chấm công ra. Do đó, ngày 3 tháng 7 bạn sẽ không được công nào. Ngày 4 tháng 7, bạn chấm công vào lúc 8:15 và bị trễ 15 phút. Như vậy, hệ thống sẽ lấy 0.5 công trừ đi 15 phút đi trễ sẽ ra là 0.469 công và tính bạn là một lần đi trễ. Còn ca chiều, bạn chấm công ra vào lúc 16:57 phút và chính sách của công ty thì cho phép đi trễ hoặc về sớm 5 phút. Do đó, ca chiều của bạn vẫn được hưởng đủ 0.5 công. Ngày 5 tháng 7, bạn chấm công đúng giờ nhưng ca sáng chỉ có 0.375 công. Và để kiểm tra chi tiết, anh chị bấm vào ca làm việc này, kiểm tra nhân viên có tạo đề xuất nghỉ không lương hay không. Theo như màn hình thì bạn My đang xin nghỉ không lương từ 10:00 tới 11:00. Như vậy, hệ thống tính công ca sáng là 0.5 công trừ đi 1:00 xin nghỉ không lương ra là 0.375 công. Ngày 6 tháng 7, bạn chấm công đúng giờ, còn buổi chiều thì bạn về sớm 30 phút nên hệ thống tính là một lần về sớm. Số công được ghi nhận là 0.5 công trừ đi 30 phút về sớm, nghĩa là ca chiều bạn được hưởng 0.438 ngày công. Tương tự như vậy, anh chị kiểm tra cho những ngày làm việc khác. Nếu dữ liệu đã chính xác, anh chị bấm xong để hoàn tất việc chạy chu kỳ công. Ngoài ra, tại giao diện này còn có hai cách để anh chị có thể kiểm tra tổng số công của nhân viên. Thứ nhất, anh chị có thể xem nhanh tổng số công, số lần đi trễ, khấu trừ của một nhân viên tại mục B, L và D. Cách thứ hai, anh chị bấm vào tên của nhân sự, hệ thống sẽ hiển thị ra tổng số công, số lần đi trễ và những thông tin nghỉ phép của nhân sự. Như vậy, vừa rồi chúng ta đã đi qua được 4 phần: tổng quan về ứng dụng Pay Time Sheet, lựa chọn chính sách tại website gợi ý, thiết lập công thức và hướng dẫn chạy công.
Hy vọng rằng video này sẽ giúp cho anh chị có thể làm việc hiệu quả hơn trên ứng dụng Bay Timesheet. Ngoài ra, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, anh chị có thể đặt câu hỏi ở phía dưới phần bình luận hoặc liên hệ với bạn chuyên viên triển khai đang làm việc trực tiếp với mình. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và hẹn gặp lại ở những video sau.